Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 6 Vilombic của khối lớp 8. Trước hết là thầy rất là vui và khí thế khi mà rất nhiều em đã đăng ký học các khóa học trên mạng của thầy. Sau khi thầy mở thì rất nhiều em đã đăng ký và học. Như vậy là kiến thức đã được lan tỏa rất nhiều. Và thầy xin nhắc lại, để đăng ký các khóa học thì các em vào trang web của Nguyên Luận .wordpress.com. Thì mọi thông tin hướng dẫn là nằm trong cái trang web này hết các em nhé. Các khóa học đều nằm trong này hết và mục khai giảng các khóa luyện thi online Ta làm bài thi số 1, tìm cặp bằng nhau. Như vậy có vẻ đề khá dễ dàng. . 34 đề đã cho thì mình ghi lại thôi. 12 x bình y bình mà chia cho 6 x bình y bình thì sẽ bằng 2. Em cứ nhân ngược lại sẽ thấy ha. Chia hai đa thức ta học rồi, chia hai đơn thức ta học rồi. Rồi, bài toán rút gọn biểu thức này dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy ở trong khóa học V81 mà thầy vừa mở thì các em sẽ làm được bài này rất là nhanh. Đáp án của nó sẽ là bằng 34. Khoảng này người ta cho rồi 10.000. Giá trị biểu thức này thì các em thấy đây chính là hàng đẳng thức ha. Hàng đẳng thức 60 cộng cho 40 tất cả bình đó, vậy nó sẽ bằng 10.000. Bài tiếp theo là một bài có vẻ khá rầm rộ, các em. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này. Bài này nha. Rồi, biểu thức A là bằng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm chấm. Cộng chấm chấm cộng cho tới 2 mũ 49 và trừ cho mở ngoặc 2 mũ 50 rồi cộng cho 3. Đó. Bây giờ trước hết là các em đặt cái biểu thức này là thành một biểu thức phụ đó. Ta đặt biểu thức B thành biểu thức phụ là biểu thức này đi. Nếu dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong trong khóa học V81 thì các em sẽ giải bài này rất là nhanh. Rồi, giờ trở lại bài toán. Bây giờ các em sẽ lấy B nhân cho 2. Vậy là 2 nhân B thì các em sẽ thấy là cả cái đa thức này sẽ được nhân với 2 hết. 1 sẽ thành 2. Còn 2 nhân thêm 2 sẽ thành 2 mũ 2. 2 mũ 2 mà nhân thêm 2 nữa là thành 2 mũ 3. Cứ như vậy 2 mũ 4. Còn cái số hạng cuối cùng sẽ thành 2 mũ 50. Đó, 2 mũ 50.
Rồi. Bây giờ B thì bằng cái này, còn 2B thì bằng cái này, tức là trái bằng phải, trái bằng phải. Giờ thầy lấy trái dưới trừ trái trên sẽ bằng phải dưới trừ phải trên các em nhé. Vậy là thầy sẽ có 2B trừ cho 2B trừ cho B thì sẽ bằng ở dưới trừ trên. 2 trừ 2 là hết, 2 mũ 2 trừ 2 mũ 2 là hết, 2 mũ 3 trừ 2 mũ 3 là hết, 2 mũ 4 trừ 2 mũ 4 trong cái chấm 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 này là sẽ hết nè. Rồi đằng trước 2 mũ 50 có 2 mũ 49 trong cái chấm chấm này nè, trừ cho 2 mũ 49 là hết. Vậy phải dưới, vế phải dưới trừ vế phải trên thì cuối cùng chỉ còn là 2 mũ 50 trừ cho 1 thôi. Đó. Như vậy cuối cùng các em có 2B trừ B là bằng cái này. Mà 2B trừ B thực chất là bằng B, đúng không? Như vậy B chính là bằng 2 mũ 50 trừ cho 1. Như vậy bây giờ biểu thức A sẽ bằng cái biểu thức này, chính là B đó, là bằng 2 mũ 50 trừ 1. Rồi đem trừ cho 2 mũ 50 cộng 3 trong ngoặc. Kết quả là sẽ bằng trừ 4 nha. 2 mũ 50 trừ 2 mũ 50 là hết, trừ 1 trừ 3 sẽ thành trừ 4 nha. Rồi về chỗ đó sẽ bằng trừ 4. Tiếp tục. Hệ số của hạng tử bậc nhất trong khai triển 3x trừ 5 tất cả mũ 2 thì nó sẽ là 2 nhân A nhân B ha. Nó sẽ là gì? Trừ 2 nhân 3x nhân 5. 3x nhân 5 là bằng trừ 30. Trừ 30x, vậy hệ số là trừ 30 kìa. Hệ số của hạng tử bậc nhất là bằng trừ 30 ha. Tiếp tục, trừ 4 người ta cho cứ ghi lại, trừ 30 người ta cho cứ ghi lại, 2 người ta cho cứ ghi lại. Như vậy xong rồi. 34 đi với 34, 2 trên đi với 2 dưới, trừ 4 đi trừ 4, 10.000 đi với 10.000 và trừ 30 đi với trừ 30. Cái đề dễ vậy ta. Chưa có gì là gọi là thử thách hết, đúng không? Ta qua bài thi tiếp theo, bài thi số 2. Vượt chướng ngại vật. Rồi. Cho A, B và CD cắt nhau tại trung điểm Y, các em thử vẽ cái hình coi. Như vậy là thành hình bình hành rồi đó, nhìn sơ sơ là thấy hình bình hành rồi đó. A, B và CD cắt nhau tại trung điểm Y. Và góc ACB là bằng 125. Vậy góc ADB thì cũng bằng 125 các em. Các em vẽ ra các em sẽ thấy hình bình hành nha. Hai góc đối của hình bình hành thì phải bằng nhau ha. À, như vậy bằng 125 cũng có gì khó lắm. Dễ vậy ta. Hình thang cân. Hình thang cân ABCD, các em vẽ hình đi. Góc A thì gấp 3 lần góc C. Vậy góc A là 3 phần, còn góc C là 1 phần. Như vậy là cũng dễ thôi kìa. Các em nghe cho rõ nè. Hình thang ABCD cân thì góc ở đáy C sẽ bằng góc ở đáy D ha. C sẽ bằng góc D. Như vậy góc A bằng 3 lần góc C, tức là góc A sẽ bằng 3 lần góc D. Như vậy góc D 1 phần, góc A 3 phần, cộng lại là thành 4 phần. Mà góc A với góc D là bù nhau các em nhé, hai góc trong cùng phía. 4 phần là bằng 180 độ, vậy mỗi phần là bằng 45 độ. Như vậy góc B, góc A lúc đó sẽ bằng 3 phần là 135, thì góc B cũng bằng 135 các em. Hình thang cân mà. Em vẽ hình ra các em sẽ hiểu thầy nói thôi à. Hay là tôi phải vẽ hình cho các em luôn. Ừ. Rồi vẽ luôn ha. Đây hình thang cân này.
A đây kia, B đây, C đây, D đây. Góc A gấp 3 lần góc C, góc A thì nó là 3x đi. Góc C là 1x. Góc A là 3x này, C là 1x. Rồi góc C thì lại bằng góc D ha. Vậy bên này x thì bên kia cũng x luôn. Rồi, như vậy là A với D là hai góc trong cùng phía cộng lại bằng 180 nè. Vậy x sẽ bằng 45, x cộng 3x bằng 180 thì x sẽ bằng 180 chia 4 là bằng 45. Lúc đó 3x sẽ là 3 nhân 45 là bằng 135 đó. Góc A bằng 135 thì góc B cũng bằng 135 ha. Rút gọn biểu thức này dùng kỹ thuật thầy đã dạy ở trong khóa học V81 vừa rồi. Khóa học đó các em nhớ là nó sẽ giúp ích các em cho tới cái vòng cuối cùng của năm này, tới vòng 19 luôn ha, chứ không phải là mình đi giải lại những bài đã biết đâu. Nếu các em có hứng thú thì nên tham gia khóa học đó. Kết quả rút gọn sẽ bằng 9 các em ạ. 9 các em ạ. Các em khai triển ra mất cả 5-6 phút cũng bằng 9 thôi. Các em cứ thử đi ha. Số tự nhiên nào, để cái này chia hết cho cái này. Rồi, muốn chia hết á thì số mũ của một biến ở đa thức bị, đơn thức bị chia là phải lớn hơn hoặc bằng số mũ của nó ở bên đơn thức chia các em nhé. Như vậy là muốn đơn thức này chia hết cho đơn thức này á thì 6 nó phải lớn hơn bằng n nè. Như vậy là n phải làm sao? Bám vào biến x. Bám vào biến x thì các em suy ra là 6 là phải lớn hơn bằng n. Bám vào biến y thì các em suy ra là n cộng 2 là phải lớn hơn hoặc bằng 4. Bám vào biến z. Bám vào biến z thì các em thấy ở đơn thức bị chia đâu có z đâu, mà bên này là có z. Vậy bắt buộc n trừ 3 là phải triệt tiêu, tức là n trừ 3 phải bằng 0 nhé. Như vậy n trừ 3 bằng 0 thì n nó sẽ bằng 3. 3 thì đã nhỏ hơn 6 thì lớn hơn bằng 3 là ổn nè, thỏa nè. Rồi 3 mà ráp vô đây là 3 cộng 2 là bằng 5, cũng lớn hơn 4. Vậy n bằng 3 là hợp lệ cả 3 ý này luôn ha. Ta lấy n bằng 3. Đề dễ quá kìa. Tìm giá trị của x thỏa điều này. Rồi dùng kỹ thuật, dùng kỹ thuật thầy dạy ở trong khóa học V81, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được x như sau. Rồi xong kem. X sẽ bằng 2,5. Ok. Tại sao vậy? Cũng đơn giản thôi. Giờ thầy giải bằng cơ sở toán học nha. Kem quan sát cái biểu thức trong ngoặc vuông. Trong ngoặc vuông là có z cộng y là chung. Ta rút ra làm nhân tử chung. Rồi ở trong nó là còn gì? Còn 4x mũ 3 trừ cho 3 lần x mũ 2 trừ cho 1. Rồi chia cho x cộng y ở bên ngoài. Giờ các em để ý cái này á,
x cộng y nhân cho cái này rồi lại chia cho x cộng y thì cuối cùng là còn bằng cái này thôi ha, bằng cái ngoặc vuông này thôi, rồi trừ cho 4x mũ 3 cộng cho 3x bình phương cộng cho 2x rồi trừ cho 4 bằng 0 này. Rồi đây là z cộng y, xin lỗi các em nha, z cộng y nhân cho cái ngoặc vuông này rồi lại chia cho z cộng y thì còn lại cái ngoặc vuông này thôi. Còn lại ngoặc vuông đó thôi, thầy bỏ ngoặc vuông đi, đâu cần thiết nữa. Rồi trừ cho bên dưới thì bằng 0, suy ra 4x mũ 3 trừ 4x mũ 3 là hết, trừ 3x bình trừ 3x bình là hết, cuối cùng là còn 2x trừ 5 bằng 0. Từ đây suy ra x sẽ bằng 2,5 vậy nhé. Thầy sẽ giải nhiều nít các em nhé, để cho các em có điều kiện để gặp những câu hỏi khó. Hình chữ nhật thì có đúng một tam đối xứng thôi. Ở hình chữ nhật có đường chéo AC bằng 6 cm thì đường chéo BD cũng phải bằng 6 cm. Chia hai đơn thức này, x mũ 4 chia x mũ 3 là còn x mũ 1, y mũ 2 chia y là còn y mũ 1, z chia z là hết. Vậy là bậc của đơn thức thương sẽ là 1 cộng 1 là bằng 2. Câu số 4, 82 bình cộng 18 bình cộng 2 952. Chính là 82 cộng 18, tất cả bình đó là 100 bình. Kết quả chỗ này là bằng 10.000 nè. Khi biểu diễn dưới dạng lũy thừa có số mũ là 2, vậy là 100 mũ 2 đó, thì cơ số của lũy thừa đó là 100. Các em nhập 10.000 là các em sai đó nha. Câu số 5, cho 4 số lẻ liên tiếp, cho 4 số lẻ liên tiếp, 4 số lẻ liên tiếp thì là x nè, x cộng 2 nè, x cộng 4 nè, và x cộng cho 6 nè. Tích hai số thứ 2 và thứ 4, vậy là tích của x cộng 2 với là x cộng 6 ha. X cộng 2 đây, x cộng 6 đây, là tích số thứ 2 và số thứ 4 hơn tích số thứ nhất và số thứ 3 đây là bằng 88. Rồi các em dùng kỹ thuật tìm x mà trong khóa học V81 thầy đã dạy thì các em sẽ dễ dàng giải được x bằng, rồi x bằng 19 các em. Như vậy bốn số đó chính là 19 nè, 21 nè, 23 nè, 25 nè. Thì các em thử lại coi. 21 nhân 25 trừ 19 nhân cho 23 đúng bằng 88 luôn. Vậy số lẻ nhỏ nhất là 19. Tổng các số nguyên thì sẽ bằng 0. Những số x có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2016 thì nó sẽ là 2015, 2014, 2013 vân vân cho tới 0, rồi cho tới -1, -2, -3 vân vân cho tới -2014, -2015. Thì các em thấy là nó chia thành từng cặp số đối nhau ha. Ví dụ 2015 cộng -2015 là hết. 2014 cộng -2014 là hết. Vậy cuối cùng là bằng 0. Câu số 7, dùng định lý Pythagore. Các em sẽ tính ra là bằng 5. Câu số 8, giải cái này là trong khóa học V81 thầy đã dạy rồi. Thầy nhắc lại khóa học V81, các em muốn đăng ký thì các em gõ vào trang web Bùi Nguyên Luận ha, .wordpress.com. Mọi thông tin về các khóa học online nằm trong này hết. Hiện tại là thầy thì mới mở các khóa học luyện thi viên bích thôi. Sau này thầy sẽ mở thêm những khóa học học thêm toán ha, đại hình để phục vụ cho cái việc học trên lớp của các em nó tốt hơn, nâng cao hơn. Và tiến tới là thầy sẽ dạy các khóa học nâng cao kiến thức
để tham gia các cái đội tuyển học sinh giỏi. Sau này chúng ta thi tuyển sinh lên lớp 10 trường cấp 3, tuyển sinh vào các cái trường chuyên lớn ở trong khu vực miền Nam ha. Khóa học V81, kem vô đây kem, nếu có hứng thú thì kem vô đây kem đăng ký. Học phí có nhiều em hỏi thầy là học phí mỗi tháng hay là 100.000 hay không? Không phải đâu kem, toàn khóa học thì chỉ có 100.000 thôi. Và sắp tới thầy sẽ mở những gần thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, thì thầy sẽ mở những khóa học mà sẽ giúp cho các em thi trực tuyến, thi trắc nghiệm với hệ thống đề sát với đề của Bộ Giáo dục luôn ha, để cho các em quen, để lúc thi nó đạt hiệu quả cao hơn. Rồi theo khóa học thì ta giải nhanh cái bài toán này. Theo khóa học V81 thì bài này các em giải cái rẹt à, chưa tới 7 nốt nhạc nữa ha. Rồi kết quả nó sẽ là một cái x là bằng 5 và một cái x là bằng 3. Như vậy có hai giá trị. Còn giải bằng toán bình thường người ta giải như thế này: trừ 8x thì tách ra trừ 3x, trừ 5x và cộng cho 15 bằng 0. Rồi x bình trừ 3x thì nhóm lại thành một nhóm. Rồi trừ 5x cộng 15 thì nhóm lại thành một nhóm, mà đằng trước là dấu trừ, như vậy hồi bên trong phải đổi dấu kìa, để khi phá ngoặc ra nó vẫn bằng như cũ đó. Rồi ta đặt những từ chung thôi: x trừ 3. Cái nhóm thứ hai kem rút 5 ra ở trong, còn x trừ 3 bằng 0. Không. Rồi tới đây ta lại rút x trừ 3 ra làm nhân tử chung, ở trong còn x trừ 5 bằng 0. Rồi tới đây ta tách thành hai bài toán con ha. X trừ 3 nhân x trừ 5 bằng 0 thì 1 là x trừ 3 bằng 0, 2 là x trừ 5 bằng 0 thôi. Bài toán trên ra x bằng 3, bài toán dưới là ra x bằng 5. Như vậy bài này có hai giá trị x thỏa mãn cái đẳng thức này. Bài này các em giải y chang luôn ha. Chúng ta dùng kỹ thuật thầy đã dạy ở trong khóa học V81. Rồi ra 2x, một cái x là bằng 7 và một cái x bằng trừ 3, thì người ta đòi x dương người ta chọn số 7, còn nếu đòi x âm thì các em lấy trừ 3 ha. Bài này giải y chang luôn các em. Trừ 4x các em sẽ tách thành trừ 7 cộng 4 ha, cộng 3 xin lỗi, sau là 21. Còn tại sao thầy tách được như vậy? Đằng sau là trừ 21, tại sao thầy tách được như vậy mà không tách kiểu khác? Đơn giản thôi, các em tham gia khóa học V81 ha, thì những kỹ năng này giống như trở bằng tay với các em. Còn bây giờ giải những bài này thì nói thật là cũng rất khó với nhiều em học sinh ha. Rồi nhóm thành nhóm, đằng sau thì không phải đổi dấu nữa, bởi vì đằng trước ngoặc là dấu cộng các em nhé. 3x trừ cho 21 rồi rút x ở trong còn x trừ 7, rút 3 ở trong còn x trừ 7, rút x trừ 7 ra ở trong còn x cộng 3. Vậy ta có hai bài toán con đó: x trừ 7 và x cộng 3. Bài trên ra 7, bài dưới ra trừ 3 các em ha. Người ta chọn 7. Bài số 10 là một bài tập mẫu ở trong khóa học V81 luôn. 9x mũ 2, các em trừ cho 6xy, các em sẽ cặp với lại một cái y bình để thành hàm đẳng thức. Cái y bình đó các em tách từ hai y bình ra là còn lại một y bình và cộng cho 5. Bây giờ từ 9x bình cho tới y bình là nó thành 3x trừ y tất cả bình, rồi cộng cho y bình, rồi cộng cho 5, thì cái này sẽ lớn hơn bằng 5. Cái bình phương này lớn hơn bằng 0, cái bình phương này cũng lớn hơn bằng 0. Hai cái bình phương này cộng lại lớn hơn bằng 0, rồi cộng cho 5 nữa thì sẽ lớn hơn bằng 5. Vậy giá trị nhỏ nhất là bằng 5 các em ạ. Giả sử người ta hỏi đạt được khi nào thì các em ép cái này bằng 0 nè, lúc đó y sẽ bằng 0. Rồi ép cái này bằng 0 theo luôn, mà y bằng 0 rồi thì 3x trừ y bằng 0 thì suy ra x cũng bằng 0 thôi. Vậy các em nhé. Các em nhớ, nếu có hứng thú và muốn nâng cao kiến thức, muốn luyện những kỹ thuật để thi sắp tới cho nó tốt, hiệu quả, thì các em nên tham gia khóa học này V81.
ta nộp bài. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo ha. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo.